Em chào tất cả các bác nhá. Em là Hải Lang Thang. Ngày mới chúc tất cả các bác luôn là mạnh khỏe, vui vẻ và thật là nhiều tiền các bác nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác biết cách khắc phục bình ắc quy khi bình ắc quy chúng ta bị yếu hoặc chúng ta bị hết điện. Mà bây giờ thường thì chúng ta dùng ắc quy khô, cũng ít người dùng ắc quy ướt. Thì chúng ta sẽ khắc phục như thế nào để cho tiết kiệm chi phí, tiết kiệm tiền mà chúng ta mua bình ắc quy mới. Bây giờ mua bình ắc quy mới khoảng tầm 40A đến 45-50 thì cũng mất tiền triệu rồi. Đấy, thì em sẽ chia sẻ bác như thế nào nhé. Và các bác cùng xem em. Đây nhá, bây giờ thì em ra chiếc xe của em. Em thì ở Hà Nội, hôm nay nhiệt độ Hà Nội đang nóng lắm, đang khoảng 37 độ C. Và chiếc xe của em là Kia Morning. Em đang sử dụng cái bình ắc quy là 45A. Thì cái tô vít mà em đang chỉ ấy, đấy là em sẽ nậy từ những cái vị trí đó để nậy được cái nắp này lên các bác nhá. Các bác dùng cái tô vít dẹp. Đấy, tô vít dẹp hay còn gọi là tô vít hai cạnh. Các bác nậy theo cái khe mà em đang chỉ đấy. Đấy, để nậy nó lên. Ắc quy thì là ắc quy nước, à ắc quy khô. Nói là ắc quy khô nhưng mà thực ra bên trong nó là nước thôi. Đấy, bên trong thì nó sẽ có 6 cái lỗ. Sau một thời gian loay hoay thì em cũng đã lật được cái nắp này ra. Đấy, 6 cái lỗ tròn tròn đấy, bác nhìn đấy. 6 lỗ tròn đấy là bác đổ nước nó vào đấy. Thì cái ắc quy này của em đang dùng được 1 năm rưỡi rồi. Thường thường bọn em taxi ấy, bọn em ấy thì thường thường là chỉ dùng được khoảng 1 năm thôi. Xe nào bền thì 5 rưỡi. Tại vì taxi thì nó sử dụng rất là nhiều, tắt máy để máy rất là nhiều, dẫn đến là bình nó nhanh bị hỏng. Còn xe gia đình các bác đôi khi nó phải là 3 năm, 4 năm mới hỏng. Đấy. Thì để đổ nước vào đây thì em sử dụng cái chai nước Aquafina. Tại sao không dùng nước La Vie? Vì nước La Vie là nước khoáng, còn Aquafina thì là một loại nước Aqualina, loại nước tinh khiết. Thì chúng ta nên dùng loại nước tinh khiết, hoặc là chúng ta nên dùng loại nước cất mà chúng ta mua ở các hiệu thuốc ấy, dùng cho y tế ấy. Chúng ta đổ vào đây. Đấy, xong rồi em đổ này, các bác nhìn không? Em đổ bao nhiêu? Các bác nhìn thấy bản cực đấy, em vừa đổ nước vào đấy. Thì chúng ta đổ làm sao cho cẩn thận. Ý em là đổ cẩn thận là các bác đổ cẩn thận làm sao cho đừng để nó tràn. Nó tràn ra thì đôi khi nước axit ở trong bình nó trào ra, nó dẫn đến nó hỏng xung quanh, hỏng ắc quy của chúng ta. Hoặc là nước axit nó chảy xuống thành sắt xi ấy. Nó chảy xuống cái thành sắt xi là nó bị han, bị dỉ, bị ố. Sau này chúng ta bán xe thì họ cứ soi xét tình tình thì dẫn đến nó khó chịu và nhìn nó bẩn, nó hỏng thành sắt xi ra. Thì các bác chỉ cần mua một chai La Vie, nếu các bác nào em vừa đổ vừa rồi là hết một chai nửa lít. Nếu các bác hết nhiều thì bác mua chai 1,5 lít giúp em. Dùng cho thoải mái. Chúng ta đổ không hết thì chúng ta uống. Đấy. Chỉ lưu ý một chút là chúng ta nên đổ nước Aquafina nhé, không đổ nước La Vie. Aquafina là nước tinh khiết, em mua có 10.000 một chai thôi, chai 1,5 lít. Các bác nào mà cẩn thận thì các bác mua thêm 2 quả chanh. Các bác vắt mất vào chai nước La Vie, các bác pha vào đó để cho nó tăng cái tính axit lên một chút. Đấy. Trước khi mà nó nắp ắc quy ra nhé, thì các bác phải vệ sinh cái ắc quy, lau cho nó sạch sẽ để khi chúng ta mở lên ấy thì nó không có bụi bẩn, nó không có bay vào trong cái ắc quy của chúng ta, dẫn đến là nước ắc quy bên trong nó bẩn thì dẫn đến là nó sẽ tích điện không được tốt. Cho nên các bác hãy cố gắng cho nó sạch sẽ nhá. Đấy, bây giờ em thì em sẽ đổ chai nước em, bác vừa nhìn đấy là em đổ hết gần hết một chai rồi đấy. Đấy, cho bác em chụp ảnh trước các bác xem, các bác yên tâm. Đấy, mà của em mấy ốc em dùng 1,5 năm rồi, cái hiện tượng của em là em thấy là đề nó hơi tiếng nổ nó không được hoành tráng, nó không được to, cộng thêm đôi khi cái tiếng đề của em ấy, cái tiếng đề nổ xe của em ấy đôi khi là nó nhỏ hoặc nó đề dài, dẫn đến là em đoán là ắc quy của em là nó yếu rồi. Cộng thêm là khi em hạ kính ấy thì cái kính xe ô tô của em ấy là nó bị xuống nó chậm, cộng thêm cái đèn bên trong nó bị tối sầm xuống. Đấy là những cái hiện tượng mà ắc quy nó yếu thì các bác đổ thêm vào. Các bác cứ đổ đi, em chưa bạch em đổ rồi đấy. Đấy, em đổ rồi. Đấy, thì em đổ rồi ấy. Cái video này thì em quay từ 2 hôm trước cơ. Đấy, em đổ rồi. Hôm nay bình ắc quy của em thấy là đề nổ nó mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Tóm lại nó vẫn sống. Chứ nếu mà nó mà hỏng ấy thì qua đêm ấy nó không tích được điện đâu. Nó sẽ yếu, nó không tích được điện, nó sẽ hết điện ngay. Còn qua đêm mà thọ thì coi như nó là thọ. Đấy, mình cứ thử nghiệm cái gì hay cái đấy. Khi mà các bác đổ xong nhá thì các bác đậy nó vào. Các bác lấy cao năng 02 hoặc là cao silicon gì đấy. Nếu bác có silicon là chắc nhất. Bác bôi nó vào rồi bác đậy kín nó vào. Đấy. Đến khi nào bác thấy hiện tượng ắc quy yếu thì bác mở ra bảo dưỡng. Bảo dưỡng là chỉ đổ thêm nước vào thôi, hoặc là thêm quả chanh nữa là ok. Đấy. Thì đấy là những gì em chia sẻ các bác. Em chào các bác nhé. Và đó cũng là những gì mà em muốn chia sẻ với các bác. Nếu các bác mà thích thì các bác có thể làm theo em. Nếu bác cẩn thận hơn thì các bác có thể là làm một quả chanh, bắt thêm một ít nước chanh vào đấy.
cho nó tí axit, cho nó chua, cho nó chất. Đấy. Thì là em thì em chuột bạch rồi. Cái bình ắc quy của em ấy, thực tế này, cái bình ắc quy của em là nó yếu rồi. Khi mà chúng ta ấy mà bật đèn trần này này, hoặc chúng ta hạ kính này, hạ kính thấy nó xuống nó yếu này, hoặc đèn trần mà chúng ta để máy lên để thấy nó tối dầm ấy, để xong lại sáng lên ấy, đấy là quy chúng ta yếu sắp hỏng rồi các bác nhá. Thì đấy cũng là những gì mà em chia sẻ các bác, nó cũng không tốn bao nhiêu tiền cả của cả. Bình ắc quy của em dùng hơn 1 năm rồi, cho nên em muốn thử nghiệm. Được thì là cái tốt, không được thì quyết định không sao. Nhưng mà là từ trưa hôm qua đến trưa hôm nay em để cũng phải tầm vài chục lần, vì em chạy taxi cho nên là cái tỷ lệ tắt máy và để máy nó nhiều thì chưa thấy làm sao đấy. Thế nên để hơn 1 tuần nữa, nếu tình hình mà nó mà không ổn thì em sẽ quay lại, em sẽ để lại bình luận trong cái phần bình luận của video này để các bác biết, các bác thử nghiệm các bác nhé. Thì đôi khi chúng ta cứ tò mò một tí đi cho nó hay, nhiều khi chúng ta chẳng mất gì cả, chúng ta cứ thử nghiệm, nhất là một trải nghiệm. Thứ hai nữa là bẩn tay chúng ta rửa tay cho nó sạch không sao cả, để có thêm kiến thức. Em xin phép được chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bác. Chúc bác nhiều sức khỏe hạnh phúc. Công việc của em thì chạy xe taxi, xe công nghệ. Các bác mà khó hiểu cái gì mà thắc mắc cái gì, các hỏi phía dưới em biết cái gì em trả lời. Em như người bạn các bác thôi, em chẳng giấu cái gì cả đâu. Em chào các bác nhé. Em đi tìm khách, chở khách kiếm tiền đây. Chào các bác.